Truy tố chủ tịch tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản tội lừa dối khách hàng. Thưa quý vị và các bạn, ông Lê Thanh Thản, chủ tịch tập đoàn Mường Thanh còn được gọi với cái tên đại gia điếu cày, bị truy tố về tội lừa dối khách hàng do có sai phạm liên quan dự án CT6 Kiến Hưng Hà Đông Hà Nội. Lãnh đạo cơ quan tố tụng cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố ông Lê Thanh Thản, chủ tịch tập đoàn Mường Thanh. Ông Lê Thanh Thản bị truy tố về tội lừa dối khách hàng theo điểm D khoản 2 điều 198 Bộ luật hình sự năm 2015. Theo khung truy tố ở tội này, hành vi lừa dối khách hàng có thể bị phạt tiền từ 100 đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm tù. Đây là diễn biến mới nhất vụ án lừa dối khách hàng thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội liên quan ông Lê Thanh Thản. Trong cùng vụ án, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cũng truy tố 6 cán bộ về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vì có liên quan đến sai phạm của đại gia Lê Thanh Thản. Trong đó có các bị can Nguyễn Duy Uyển, Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Vương Đăng Quân, nguyên Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông và Mai Quang Bài, cán bộ đội quản lý trật tự xây dựng quận Hà Đông và 3 người khác. Ông Thản bị khởi tố cách đây hơn 2 năm rưỡi, từng gây xôn xao dư luận. Cơ quan cảnh sát điều tra nhiều lần ra kết luận đề nghị truy tố ông Thản và bị Viện Kiểm sát trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Đây là lần đầu tiên Viện Kiểm sát truy tố, chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản. Ông Thản cũng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu PMS. Ông Lê Thanh Thản là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty PMS, hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng công trình dân dụng. Kinh doanh bất động sản, năm 2011, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định cho công ty BMS chuyển mục đích sử dụng đất đang thuê để thực hiện dự án CT6 Kiến Hưng. Theo kết luận điều tra được ban hành cách đây một năm, từ tháng 10 năm 2010, ông Thản chỉ đạo tổ chức thi công dự án CT6 Kiến Hưng và đến tháng 1 năm 2013 thì bàn giao cho các hộ dân sinh sống. Hiện trạng khu nhà cao tầng gồm 3 tòa tháp, cao 32 tầng, tại vị trí 513m2 đất để xây dựng trường mẫu giáo, không có khu nhà trẻ. Mẫu giáo hiện là khu nhà thấp tầng. Công ty BMS đã chuyển khu nhà trẻ mẫu giáo vào phần nhà chung cư. Kết luận cho thấy công trình dự án CT6 Kiến Hưng đã được xây dựng sai phạm nghiêm trọng, quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt, tăng chiều cao công trình từ 31 lên 32 tầng, giảm 1 tầng hầm, thay đổi công năng sử dụng một số khu dịch vụ thương mại thành căn hộ ở, xây dựng tăng từ 231 căn hộ và 495 phòng khách sạn lên 1582 căn hộ. Số nhà thấp tầng cũng tăng từ 15 lên 38 căn. Kết quả điều tra xác định có 520 căn hộ người dân đã mua nhưng không được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp sổ đỏ, 160 căn hộ khách chưa làm thủ tục cấp sổ đỏ và 6 căn hộ chưa được bán. Kết luận xác định các căn hộ được ông Lê Thanh Thản tổ chức xây dựng bất hợp pháp, không đúng quy hoạch phê duyệt. Các căn hộ đã được bán cho khách hàng về ở nhưng đến nay có 520 khách hàng không được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời vi phạm nghiêm trọng tại dự án CT6 Kiến Hưng đã phá vỡ quy hoạch, ảnh hưởng rất lớn đến hạ tầng xã hội, nhu cầu trường học, bệnh viện, công tác phòng cháy. Khi phải chịu áp lực số lượng người dân tăng đột biến khi sinh sống tại dự án này. Quá trình xây dựng, ông Thản trực tiếp chỉ đạo điều hành, việc kinh doanh quyết định giá bán căn hộ tại dự án đều do ông Thản quyết định. Kết luận nêu, có 488 khách hàng bỏ ra 534 tỷ mua các căn hộ, khai nhận khi ký hợp đồng mua bán không biết nhà tại dự án sai quy hoạch. Họ đều tin tưởng ông Lê Thanh Thản xây dựng theo đúng thiết kế được phê duyệt. Điều đáng nói khi công an xác minh tại Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông, không có bất kỳ tài liệu, hồ sơ kiểm tra đề xuất xử lý nào với công trình này. Kết luận nêu, để xảy ra sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng, trách nhiệm thuộc về Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận, Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông. Kết luận từ cơ quan điều tra xác định, ông Thản đã thu lời bất chính hơn 534 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 56 tỷ đồng cho 488 khách hàng mua phải các căn hộ không được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, sau khi trừ tiền thuế thì xác định ông Thản đã thu lời bất chính hơn 480 tỷ đồng. Ngân hàng đã phát hành chứng thư bảo lãnh 530 tỷ đồng để bị can khắc phục hậu quả. Vì sao Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí không có cảnh vệ? Thưa quý vị và các bạn, mới đây Bộ Công an đề xuất bổ sung 3 trường hợp được cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Tuy nhiên hiện nay Thường trực Ban Bí thư là bà Trương Thị Mai và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đều đã có cảnh vệ. Vậy tại sao Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí lại không có cảnh vệ? Được biết, Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cảnh vệ trong 2 tháng. Từ 19 tháng 4, trong đó có đề xuất bổ sung người giữ chức danh Thường trực Ban Bí thư thuộc diện được cảnh vệ. Như dự thảo ra tháng 10 năm 2022, bản lần này tiếp tục đề xuất 2 trường hợp cảnh vệ là Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.
Mặc dù đề xuất là như vậy, nhưng thực tế hiện nay Thường trực Ban Bí thư là bà Trương Thị Mai và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đều đã có cảnh vệ. Đó là vì căn cứ vào Điều 10 Luật Cảnh vệ cho phép 37 cán bộ thuộc trường hợp được cảnh vệ là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Thủ tướng và các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội và Phó Thủ tướng. Hiện nay bà Trương Thị Mai và ông Nguyễn Hòa Bình đều là ủy viên Bộ Chính trị nên thuộc trường hợp có cảnh vệ. Việc bổ sung đối tượng cảnh vệ được đánh giá là phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, bởi vì đặc thù công việc của những vị trí cán bộ được đề xuất có liên quan đến quyền sống, quyền tự do của con người, đến an ninh quốc phòng quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, do đó có tính rủi ro nguy hiểm cao, cần được bảo vệ. Đặc biệt trong bối cảnh chính trị thế giới rối ren, các nước lớn có xu hướng tìm đến Việt Nam là nơi trung gian để đàm phán và đặc biệt đánh giá rất cao với nền chính trị ổn định, tình hình an toàn về trật tự xã hội. Chính vì vậy, đây có thể xem là một bước phòng ngừa do yêu cầu an ninh chính trị trong tình hình mới, thì việc bảo vệ các đối tượng này là cần thiết. Đồng thời tạo sự minh bạch, sự thống nhất trong cách hiểu, nhìn nhận của các cơ quan tổ chức, người dân trong việc thực hiện chế độ dành cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Ra đời từ năm 1953, 70 năm qua lực lượng cảnh vệ vẫn luôn xứng đáng là lá chắn thép, vững chắc bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh đạo đất nước. Đặc biệt, từ năm 2005 đến nay, lực lượng cảnh vệ đã chủ trì bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước ở trong và ngoài nước. Các sự kiện cấp quốc gia, hội nghị mang tầm cỡ quốc tế, các đoàn khách quốc tế và nguyên thủ các nước thăm, làm việc ở nước ta, các mục tiêu trọng yếu, khu làm việc của Trung ương, đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế lớn như các kỳ đại hội đảng toàn quốc, năm APEC 2006-2017, năm ASEAN 2010-2020, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132, IBU 132, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh vệ, công an nhân dân luôn chú trọng mở rộng hợp tác với các cơ quan an ninh, cảnh vệ các nước, nhất là các nước có mối quan hệ hợp tác truyền thống. Các nước có công tác cảnh vệ phát triển hiện đại để trao đổi kinh nghiệm, đào tạo, huấn luyện, kỹ năng chiến thuật trong công tác cảnh vệ. Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực trong nước sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, có những cơ hội thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, trở ngại và thách thức sẽ nhiều hơn, phức tạp hơn. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, tư tưởng cực đoan dân tộc chủ nghĩa cương quyền. Chủ nghĩa cường quyền là yếu tố gây bất ổn của khu vực và thế giới. Chính vì thế, áp lực lên vai những chiến sĩ cảnh vệ là rất lớn. Từ đó để thấy, đằng sau mỗi cuộc thăm viếng thành công của lãnh đạo thế giới, tại Việt Nam là đóng góp thầm lặng của lực lượng cảnh vệ Việt Nam. Thuốc đắng chữa bệnh bóng chuyền trách nhiệm. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện số 280 về chấn chỉnh tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ cơ quan địa phương. Đây được xem như liều thuốc đắng chữa căn bệnh né việc, né trách nhiệm hay giới doanh nhân, người dân vẫn thường gọi là căn bệnh bóng chuyền trách nhiệm. Thật hài hước khi phải ví một đơn vị trong một cơ quan công quyền hay thậm chí là một cơ quan công quyền là câu lạc bộ bóng chuyền, thành viên câu lạc bộ. Đương nhiên là các vận động viên thứ thiệt, có đấu pháp, có kỹ thuật cá nhân, khá điêu luyện, nhưng cách ví von đó lại có phần đúng. Điều đáng buồn là căn bệnh này đã lây lan trong và phát tác dụng trong hệ thống cơ quan công quyền, từ địa phương đến trung ương, từ miền ngược đến miền xuôi thời gian qua. Khi nhận việc khó từ người dân và doanh nghiệp hay từ các cơ quan đơn vị trong hệ thống công quyền, thay vì bàn cách tháo gỡ, các cầu thủ tìm mọi cách để chuyền bóng mà không phạm luật, cố gắng một nhịp càng tốt, và cứ thế A chuyển cho B rồi B chuyển cho C, C tiếp tục chuyển và đến khi nào đó bóng lại về điểm xuất phát. Việc tiếp theo là lại kiến tạo những đường chuyền đẹp mắt, cố gắng không phạm luật cho một hành trình không có hồi kết. Ví dụ sinh động về câu chuyện này là một doanh nghiệp của Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội, mà tác giả từng chứng kiến. Số là từ trước khi sáp nhập Hà Tây năm 2008, doanh nghiệp được giao đất làm khu công nghiệp. Dự án đình trệ vì thay đổi địa giới. Tiếp đó chờ quy hoạch, khi có quy hoạch mới thì thay đổi chức năng khu đất và điều chỉnh dự án v.v. Dự án vắt qua nhiều đời lãnh đạo, qua nhiều cấp ngành, sở, địa phương và nhiều luật trong vòng 17 năm. Và doanh nghiệp thì rơi vào ma trận của các cầu thủ bóng chuyền. Công việc luẩn quẩn, chỉ có những tập văn bản thì ngay một dày lên. Vị doanh nhân này ngao ngán kể lại, có lần lên gặp một lãnh đạo cấp sở của thành phố, anh này hỏi, chú bao nhiêu tuổi rồi? Vị doanh nhân trả lời, chú đã 68 tuổi. Tiếp nhận tập tài liệu từ vị doanh nhân, anh cán bộ còn khá trẻ thủng thẳng, sao chú chưa nghỉ để con cháu đi làm việc này? Không biết hàm ý vị cán bộ kia như thế nào, nhưng vị doanh nhân thì đắng lòng. 17 năm trước mình mới 51 tuổi,
Khi tôi đặt vấn đề sao không đưa lên công luận, thì nhận được cái lắc đầu, thôi làm như vậy không khéo lại dở hơn. Tôi hiểu rằng người doanh nhân xuất phát từ quân ngũ đó chắc cũng giống như nhiều doanh nhân khác, chỉ còn biết lựa chọn sự im lặng và chờ đợi phép màu. Vì sao có tình trạng trên? Trong công điện của Thủ tướng đã chỉ ra, nguyên nhân có cả khách quan và chủ quan. Về nguyên nhân chủ quan là nhận thức, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức trong chấp hành pháp luật. Quy chế làm việc còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ công vụ chưa được quan tâm đúng mức. Tuy nhiên trên thực tế có thể còn nguyên nhân nữa, đó là một số cán bộ công chức trong xử lý công vụ đặt lợi ích cá nhân lên trên, coi đó là động lực thúc đẩy công vụ. Khi thấy việc dễ, việc khó nhưng có lợi thì sốt sáng giải quyết đêm ngày không phải truyền cho ai. Cụ thể như các quan chức dính chàm đã rất nhiệt tình trong vụ án chuyến bay giải cứu. Ngược lại khi nhận thấy việc khó, việc có ít hoặc không có lợi ích cho cá nhân, cho nhóm lợi ích thì ngã ra, đun đẩy. Mà ví dụ điển hình mới đây nhất chính là câu chuyện điều hành thị trường xăng dầu và còn muôn vàn câu chuyện sinh động nữa. Thế mới xuất hiện nhiều loại văn bản mỹ miều, luôn luôn an toàn, đại loại, làm đúng theo quy định của pháp luật, thống nhất về mặt nguyên tắc. Doanh nghiệp phải phối hợp với đơn vị A, sở B, quận X để được hướng dẫn, rồi việc này đang được hỏi bộ nọ ngành kia. Thật là đúng, thật là kịp thời và tuyệt vời. Nhưng ôi, thử thực hiện các lời vàng ý ngọc này xem sao, hãy đợi đấy. Nhiều doanh nghiệp khi nhận được các loại văn bản này, ban đầu mừng rỡ, hân hoan nhưng một hồi nghiên cứu thì thấy hoa mày, chóng mặt. Để ngăn chặn căn bệnh, bóng chuyền trách nhiệm, ngoài các giải pháp nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ công chức, mạnh dạn luân chuyển, thay đổi vị trí với những người sợ né tránh trách nhiệm, bổ sang hành lang pháp lý. Để cán bộ yên tâm công tác, cụ thể quá quy trình, vị trí trách nhiệm đối với từng lĩnh vực mà công điện của Thủ tướng đã chỉ ra. Chúng ta cũng cần minh bạch hóa các quy trình giải quyết công vụ để người dân và doanh nghiệp được biết, giám sát. Đặc biệt cần thiết phải có quy định về ngôn ngữ diễn đạt trong văn bản của cơ quan quản lý nhà nước, phải rõ ràng, cụ thể, không sử dụng những từ ngữ được hiểu theo nhiều cách, thậm chí khó hiểu. Kiên quyết trả lại và xử lý những tập thể, cá nhân gửi văn bản không đúng địa chỉ vì sợ trách nhiệm. Bên cạnh đó, cần tăng cường các cơ chế để tiếp nhận thông tin, xử lý khiếu nại từ doanh nghiệp, người dân, tạo hành lang để bảo vệ doanh nghiệp, người dân khi phản hồi thông tin về cán bộ công chức. Trong trường hợp có thể tập trung giải quyết và xử lý điểm một số vụ việc nổi cộm, điển hình về sự né tránh, đùn đẩy trách nhiệm để thấy được quyết tâm của chính phủ.